Các bạn đang nghe truyện ngươi lại thông quan trên kênh TV Audio CV. Chương 15, phát hành trực tuyến. Dù không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng phát triển theo hướng này chắc chắn không sai. Các giám đốc điều hành đều gật đầu. Bàn xong quyết định của công ty, Tần Chi tự hỏi với vẻ thích thú. Những ngày gần đây có trò chơi thú vị nào không? Có người trả lời, có một công ty nhỏ tên là Công ty Giải trí Tinh Không đã tải lên một trò chơi giải trí Tôi đã xem video giới thiệu trò chơi thì thấy sản xuất khá tinh xảo, lối chơi cũng thú vị, đối phương còn mua banner quảng cáo trên trang chủ của chúng ta trong một tuần, xem ra rất tự tin. Mắt Tần Chi từ sáng lên, vậy sao, trò chơi đó tên là gì? Hình như là Chọc ghẹo hàng xóm, thì phải, để tôi xác nhận lại đã. Người vừa trả lời lập tức mở vòng tay, tra cứu thông tin, chẳng mấy chốc đã đưa ra câu trả lời khẳng định. Khi nào cho tải xuống? Tối nay. Giải tán. Tần Chi Từ nghe xong, xem giờ, không nói hai lời đã đứng dậy rời đi ngay. Các giám đốc điều hành nhìn nhau cười, thế thế cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Mục đích khi ban đầu thành lập lớp Playtime chính là để thỏa mãn sở thích cá nhân của Tần Chi Từ. Những trò chơi được phát hành trên nền tảng đúc giống như cái kho riêng của Tần Chi Từ. Lý tưởng của anh ta là sưu tầm những trò chơi thú vị nhất trên toàn thế giới. Tần Chi Từ không về nhà, anh ta có một phòng nghỉ riêng trong công ty phần lớn thời gian đi làm anh ta đều nghỉ ngơi trong đó, chui vào phòng nghỉ riêng, Tần Chi từ lập tức tìm thấy dây giới thiệu và bản demo của trò chơi, chọc ghẹo hàng xóm. Ồ, trông thú vị đấy, phải quan sát trước sau đó vừa né tránh hàng xóm vừa đặt đạo cụ để chơi khăm đối phương, điểm số cuối cùng có lẽ được đánh giá dựa trên sự sáng tạo và tính liên tục của những trò chơi khăm. Xem xong bản demo, Tần Chi từ lập tức bị thu hút, giờ mới 5 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là trò chơi phát hành, phải đợi thêm một lúc nữa hừ, đây là sân nhà tôi, tôi làm chủ, không đợi đến 6 giờ, với tư cách là ông chủ của lớp Playtime, tất nhiên anh ta có quyền hạn cao nhất, nhưng Tần Chi từ luôn tự nhận mình là người chơi chân chính nên không quên trả tiền tại ứng dụng, sau khi thanh toán tiền đặt trước là 29. Chính tệ anh ta mới đeo thiết bị ảo để tiến vào chơi trò chơi. Vừa vào trò chơi, CR bắt đầu truyền phát, Tần Chi từ không bỏ qua nó, anh ta có khả năng đồng cảm rất mạnh nên rất nhanh đã nhập vai. Úi, Sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? Tần Chi từ không muốn thừa nhận nhưng ông vương này hơi giống bố anh ta, hồi nhỏ ông quản lý thời gian của anh ta gần như chính xác đến từng giây, nghĩ đến đây khiến anh ta hơi rùng mình. May mà trò chơi là phong cách 2D sau khi CR kết thúc, anh ta đã hoàn toàn bị lối chơi mới mẻ thu hút, quên luôn cả bóng ma thời thơ ấu. Phần hướng dẫn tân thủ ngắn gọn và rõ ràng, giúp Tần Chi từ nhanh chóng nắm vững các kỹ năng cơ bản của trò chơi. Đơn giản quá mà Tần Chi từ tự tin bước vào màn thứ hai, sau khi quan sát quy luật hoạt động của ông Vương, anh ta nhẹ nhàng lẻn vào nhà bên cạnh. Sau khi ông Vương ngủ trưa dậy sẽ cắt tỉa cây cảnh, sau đó đi tập thể dục, rồi tắm rửa, trước tiên mình sẽ dùng keo dán chặt kéo cắt tỉa của ông ta, sau đó tăng tốc máy chạy bộ của ông ta, cuối cùng lẻn vào phòng tắm đổi dầu gội của ông ta. Tần Chi từ suy xét chu toàn, lúc lẻn vào nhà luôn cẩn thận tránh con đường hoạt động của ông Vương, nhưng anh ta đã bỏ qua lời nhắc nhở một số trò chơi khăm sẽ thay đổi quy luật hoạt động của ông vương hì hì tần chi từ đang đổi dầu gội hoàn toàn không ngờ ông vương lại mở cửa đi thẳng vào phòng tắm cạch một tiếng cửa phòng tắm bị đẩy ra tần chi từ lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát anh ta cầm chai dầu gội trên tay từ từ quay đầu lại đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của ông vương giống hệt cảnh hồi nhỏ nghịch ngợm bị bắt gặp bóng ma thời thơ ấu một lần nữa phủ kín tâm trí thì ra là thằng nhãi này ông Vương trong phong cách 2D, tức giận đến nỗi đầu bốc khói, túng lấy Tần Chi Từ, đánh anh ta một trận tơi bời rồi ném ra khỏi nhà. Dù đã tắt cảm giác đau, nhưng chuyện bị đánh vẫn khiến tâm trạng Tần Chi Từ suy sụp, đặc biệt là sau khi bị ném ra khỏi nhà, anh ta ngã văng ra bãi cỏ, còn lăn ba vòng trong sân khiến mặt anh ta đỏ bừng. Nhìn thấy lời nhắc màn chơi thất bại và cánh cửa nhà ông Vương đóng chặt, Tần Chi Từ hậm hực nói, chờ đó, tôi sẽ quay lại, sắp đến giờ phát hành, tại công ty giải trí tinh không, Phương Diễu ngồi vững như núi Thái Sơn, nhà nhã vẽ một số bản thảo thiết kế bối cảnh và nhân vật mới, xem ra anh đã bắt đầu chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Thấy thế văn văn không nhịn được hỏi, giám đốc, sao không thấy anh căng thẳng tí nào thế, Phương Diễu ngẩng đầu lên, sao phải căng thẳng, văn văn như nói thay tâm tư chung của cả nhóm dự án, ngộ nhỡ doanh số không tốt, danh tiếng không tốt, mọi người không muốn chơi thử thì phải làm sao đây, Phương Diễu nghĩ một lát, thì rút kinh nghiệm, lần sau cố gắng hơn. Văn văn ngẩng người, ơ ờ, đơn giản thế thôi á phương diễu suy nghĩ rồi trợn tròn mắt kinh hoàng chẳng lẽ các người muốn tôi từ chức để nhận lỗi sao không không những người khác vội vàng xua tay ai muốn từ chức để nhận lỗi tiếng khương thu tự vang lên từ ngoài cửa cô vừa đến không khí lập tức yên tĩnh lại chúng tôi đang đùa thôi sao cô lại đến đây phương diễu hỏi khương thu tự đáp tôi thấy mọi người tan làm rồi mà vẫn chưa về nên đến xem thử Chắc họ muốn chờ xem dữ liệu phát hành thế nào, sắp đến 6 giờ rồi, cô về luôn không hay cùng chờ với chúng tôi, không cần đâu, tôi còn có việc, xem dữ liệu phát hành lúc này cũng không có tác dụng gì, chờ xem doanh số và đánh giá của tuần đầu, tháng đầu sẽ chính xác hơn. Khương Thu tự trông có vẻ bình tĩnh hơn cả Phương Diễu, như thể tiền đầu tư không phải tiền của cô vậy. Mọi người cũng đừng ở lại quá muộn, tôi về trước đây. Khương Thu tự nhắc nhở mọi người rồi quay người định rời đi đột nhiên phương diễu lại nói một câu việc bận của cô không phải là vội về chơi game đấy chứ khương thu tự khựng lại cô quay đầu nhìn phương diễu dùng ánh mắt biểu đạt cảm xúc liên quan quái gì đến anh liếc xéo rồi bước đi cô không nói thì những người trong nhóm dự án đương nhiên cũng không dám dò hỏi chuyện riêng của cô nhưng phương diễu đoán đúng rồi cô đúng là định về chơi game cô chỉ biết sơ qua khung tổng thể của dự án game chọc ghẹo hàng xóm này nếu ngay cả chủ công ty cũng không biết điều này thì căn bản không thể mở dự án được nhưng cô đã nghe theo đề nghị của Phương Diễu không tham gia vào nội dung cụ thể để giữ trải nghiệm khi chơi tốt nhất. Về bản chất, cô và Tần Chi từ đều là người chơi chân chính, Khương Thu tự đến bãi đổ xe, lái xe bay về nhà, thấy đã quá 6 giờ, cô không kìm được mà vội đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký sẵn trên nền tảng IV đúc, tải xuống trò chơi, chọc ghẹo hàng xóm, mình đã đặt trước từ lâu. Dì cơ, bà chủ còn phải tự mua game má, lọc sàn xuống nia, tăng thêm doanh số cho game của mình cũng tốt còn chuyện phải chi 5% lợi nhuận cũng chẳng đáng là bao. Khương Thu tự đã hiểu rõ về tổng thể trò chơi từ trước, thế nên cô hòa nhập nhanh hơn tầng chi từ, hơn nữa chẳng mấy chốc đã nắm bắt được tinh túy của trò chơi, trò chơi này kiểm tra khả năng quan sát, khả năng sáng tạo và khả năng lập kế hoạch của người chơi. Trong trò chơi, không phải đợi đến khi người chơi sắp xếp xong tất cả các loại bẫy rập thì ông Vương mới bắt đầu hoạt động, mà cả hai bên đồng thời tiến hành, tới những màn sau, thời gian trống để người chơi sắp xếp bẫy rập càng ngắn rất nhiều lúc chỉ chậm một bước, nếu không phải bị ông Vương bắt quả tang thì cũng bỏ lỡ cơ hội sắp xếp một số khu vực, dẫn đến mất điểm. Tổng cộng 25 màn chơi, thời gian phá đảo phun sao khi nhóm dự án thử nghiệm nội bộ vào khoảng 12 giờ, nếu người chơi không quan tâm đến đánh giá điểm số thì chỉ cần 3 đến 5 giờ là có thể phá đảo với số điểm thấp nhất. Nhưng Phương Diệu tin rằng độ tự do cao trong trò chơi nhất định sẽ thu hút một số người chơi cố gắng cày số điểm cực hạn. Việc tự động lưu video sau khi phá đảo cũng khuyến khích người chơi thể hiện sự sáng tạo của mình khi vượt qua các màn chơi. Khi Khương Thu tự liên tục phá đảo, các thành viên của nhóm dự án vẫn chưa rời khỏi công ty. Bán được 200 bản rồi, 300 rồi, 400 rồi. Văn Văn nhìn chầm chầm bản dữ liệu, cứ một lúc lại reo lên. Vòng tay của triệu nghiệp siêu đang mở chức năng tính toán, mỗi lần Văn Văn reo lên là cậu ta lại sửa đổi con số trên máy tính. 29, 9x400x95% bằng 11. 362, một người đọc số lượng bán ra, một người theo đó tính toán, thế thế Phương Diệu chỉ muốn nói, thôi được rồi, mấy người dở hơi à văn văn phàn nàn. Giám đốc, anh bình tĩnh quá đấy, anh không thấy hào hứng tí nào à, đúng rồi. Triệu nghiệp siêu thở dài, mấy năm trước cuộc sống của tôi chỉ có sinh tồn và chiến tranh, khi tôi học trong trường quân đội chỉ dám lén tưởng tượng nếu hệ thống mô phỏng chiến tranh trở thành hệ thống trò chơi chứ không phải là cuộc huấn luyện liên quan đến sống chết của quân nhân thì tốt biết bao lúc đó tôi không dám nghĩ sau này mình sẽ dấn thân vào ngành sản xuất trò chơi tiểu trần phụ trách lập kế hoạch còn có tô đào mới vào nghề đều đồng thanh đúng vậy không ngờ mình lại tham gia hoàn thiện một trò chơi giống như đang mơ ấy phương diễu cố gắng đồng cảm với sự phấn khích và cảm xúc của những người trẻ tuổi đã thoát khỏi bóng ma chiến tranh này dường như họ đã được tái sinh dấn thân vào công việc mà mình yêu thích và đạt được thành tích sẽ khiến họ cảm thấy vừa phấn chấn vừa xúc động. Năm trăm rồi. Văn văn lại reo lên. Lần này Phương Diễu không phàn nàng gì nữa, anh vỗ tay ra hiệu để mọi người nhìn mình. Tôi quyết định rồi, trước bảy giờ mà vượt qua một nghìn bản thì tối nay tôi mời mọi người đi ăn, tuyệt. Mọi người đều reo lên. Dù rất tự tin nhưng Phương Diễu cũng không dám mơ mộng hảo huyền quá, tổng doanh số có thể đạt từ 8 đến 10 vạn bản là đã đạt kỳ vọng của anh rồi điều anh không ngờ tới là có nhiều người khao khát được chơi những trò chơi chất lượng cao hơn anh dự đoán trong đống trò chơi kém chất lượng trên nền tảng trò chơi chọc ghẹo hàng xóm do một công ty trò chơi chính quy phát triển thật sự rất mới lạ một nghìn rồi doanh số đã vượt một nghìn bảng mới có sáu rưỡi thôi mời khách mời khách mau tiếng hô của văn văn lại vang lên khiến mọi người vô cùng phấn khởi được rồi đừng xem nữa vừa mới ra mắt đã có thành tích như vậy thì không thể thất bại được đi đi ăn nào. Phương Diễu vừa hô hào mọi người vừa khoác lác, tôi nói cho các các cô cậu biết, bán được một nghìn bản trong nửa tiếng mà các người đã phấn khích như vậy, sau này nửa giờ bán được trăm nghìn bản có khi các cô cậu còn chẳng thèm chớp mắt, thậm chí có khi còn khóc lóc vì thành tích quá kém ấy chứ. Những người khác đều không tin câu này. Không thể nào, trò chơi bán được trăm nghìn bản trong nửa giờ phải là trò chơi đỉnh thế nào chứ, giám đốc mơ xa quá rồi. Không những không tin mà trong đám người đột nhiên lại có người nói, không phải anh lén chúng tôi đi uống rượu đấy chứ. Phương Diễu nổi giận, ai, vừa rồi là ai nói đấy hả, đừng trốn nữa tiểu trần, tưởng tôi không nhận ra giọng ai hả, trong tiếng cười nói, mọi người kéo nhau đi ăn một bữa tiệc, không ai để ý thấy đèn trong văn phòng công ty thiên mã hành không phía đối diện vẫn chưa tắt. Trợ lý của tưởng tài văn là Chu Hằng vừa sắp xếp tài liệu vừa nhìn chầm chằm vào hiển thị tải xuống của game, chọc ghẹo hàng xóm, trên nền tảng IV đúc, từ sau lần mâu thuẫn ở nhà hàng, việc theo dõi công ty giải trí tinh không đã trở thành một trong những công việc chính của anh ta. Chu Hằng biết, ông chủ của mình là tưởng tài văn trông có vẻ độ lượng, có mưu lược, lại rất có năng lực, nhưng bụng dạ thì rất nhỏ nhen. Dù không thể nhìn thấy dữ liệu tải xuống chính xác nhưng hiển thị tải xuống của game, chọc ghẹo hàng xóm, sẽ cập nhật mỗi giờ, vậy là đủ để anh ta nắm được doanh số phát hành. Cuối cùng cũng đợi đến 7 giờ, sau lần update đầu tiên, nhìn thấy dữ liệu hiển thị trên đó, mắt Chu Hằng đờ ra, 2167 bản. Nhiều vậy cơ à, có nên báo cáo cho ông chủ ngay không? Không được, mới chỉ biết hiển thị số lượt tải xuống, ông chủ hỏi những vấn đề khác mà anh ta không biết gì thì sẽ bị mắng, hay là mình thử chơi trước xem sao? Chu Hằng suy nghĩ đắn đo một hồi rồi nhấp vào nút mua, ngay khi nhấp vào, anh ta đã hiểu, mình không thể báo cáo về số tiền này được. Bữa tiệc tập trung vào việc ăn uống, nhâm nhi một chút tạo không khí mặc dù không thể xảy ra tình trạng bất để phải vội vàng trở về sửa chữa khẩn cấp nhưng nếu có bất trắc thì sao hơn nửa ngày mai còn phải đi làm có người đánh giá rồi trên bàn ăn văn văn vừa ăn vừa không quên xem phần bình luận triệu nghiệp siêu gặm đùi gà trong tay không thèm ngẩng đầu lên mới được bao lâu không phải là đánh giá kém muốn hoàn tiền đấy chứ không phải tôi xem thử văn văn vừa xem vừa đọc xem bản demo thực tế là thể loại tôi thích để lại đánh giá trước tan làm về chơi xong rồi đánh giá tiếp. Đừng xem nữa, ăn đi, đợi qua tối nay tự nhiên sẽ hiểu rõ dư luận thôi. Phương Diệu không quan tâm đến đánh giá, tùy tiện khuyên vài câu, vừa ăn vừa nhắn tin. Anh Phương, nhắn tin cho ai thế? Có người tò mò hỏi. Ăn của các anh đi. Phương Diệu thần bí, thực ra anh đang tán tỉnh Khương Thu Tự. Vào game chưa, chơi đến ải thứ mấy rồi, cần hướng dẫn không, tín hiệu liên lạc có thể liên kết với thiết bị ảo, như vậy khi đắm chìm trong không gian ảo, cũng sẽ không bỏ lỡ những việc trong thực tế. Lúc này, mặc dù Khương Thu Tự không thể nói là bận trăm công nghìn việc, nhưng dù sao cũng là người làm chủ, chắc chắn sẽ không tùy hứng đến mức chơi game mà chặn hết tất cả liên lạc. Game vừa ra mắt chưa đầy một tiếng, cô đã chơi như bay đến ải thứ 8 với số sao tối đa. Bây giờ, ông Vương Hàng xóm lại có hứng thú và quy luật sinh hoạt mới, Khương Thu Tự đang quan sát nghiêm túc, thì đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn của hệ thống vang lên bên tai khương thu tự thoát khỏi chế độ quan sát mở giao diện liên lạc lập tức nhìn thấy câu hỏi của phương diễu vào game chưa vào rồi nhưng không muốn trả lời khương thu tự đóng giao diện liên lạc vừa định tiếp tục chơi game thì tin nhắn thứ hai đã đến cô lười không thèm để ý chưa tới một giây tiếng thông báo lại vang lên khương thu tự nghiến răng nhìn cần hướng dẫn không xem thường ai hả cho vào danh sách đen, tạm thời thêm Phương Diễu vào danh sách đen, cuối cùng Khương Thu Tự cũng được yên tĩnh. Phương Diễu không nhận được hồi âm, hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nhắn tin nữa, dù sao tiền lương tiền thưởng vẫn chưa đến tay. Ăn no xong giải tán, Phương Diễu đi bộ về nhà, tắm nước nóng định ngủ một giấc thật thoải mái, kết quả nửa đêm đột nhiên bị đánh thức. Trong lúc mơ màng, anh đưa tay mò mẫm đầu giường, cuối cùng cũng mò được vòng tay, từ từ dơ lên trước mắt, kết quả vừa mở mắt ra lại bị ánh sáng của vòng tay làm cho nhức mắt lúc này anh đã hơi tỉnh táo bật đèn đầu giường sau khi xem thời gian thì muốn chửi thề hai rưỡi sáng muốn chết cà sau này nhất định phải cài đặt chế độ không làm phiền ban đêm phương diễu lẩm bẩm rồi bắt đầu xem tin nhắn nhận được tôi phá đảo rồi nhìn chung cách chơi không tệ chỉ là hơi đơn giản không chơi được lâu game này hoàn toàn không cần hướng dẫn anh ngủ rồi hả Tin nhắn là do Khương Thu tự gửi, hơn nữa còn chia thành nhiều tin nhắn để gửi, trả thù một cách lộ liễu, khiến Phương Diễu nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ kỹ lại, game ra mắt lúc 6 giờ, bây giờ là 2 rưỡi sáng, mới 6 tiếng rưỡi đã phá đảo. Chắc chắn là phá đảo với điểm thấp, Phương Diễu trả lời tin nhắn trong cơn buồn ngủ. Độ tự do của trò chơi này khá cao, có rất nhiều cách kết hợp đạo cụ thú vị, hãy thử nhiều hơn, khám phá nhiều hơn, để đạt được điểm số cao hơn nhé anh cảm thấy bản thân đã chỉ bảo tận tình như vậy chắc chắn có thể dẫn dắt khương thu tự khám phá thêm nhiều điều thú vị của trò chơi phát hiện phương diễu trả lời tin nhắn khương thu tự có cảm giác như đã trả được mối thù lớn chỉ là vừa xem tin nhắn nháy mắt cô lại thấy không vui ý trong từng câu từng chữ rõ ràng là đang nghi ngờ trình độ chơi game của cô may mà cô đã có sự chuẩn bị từ trước lưu lại kỷ lục phá đảo trò chơi vào vòng tay thế là cô gửi ngay cho phương diễu Phương Diễu cài đặt chế độ không làm phiền, tắt đèn đầu giường chuẩn bị quay lại giấc chim bao. Nhưng trong lòng bị đâm một nhát rất khó chịu, anh không nhận được ngồi thẳng trên giường, bật đèn cầm lấy vòng tay, quả nhiên Khương Thu Tự đã trả lời tin nhắn. Để xem cô nói cái, hả? Phương Diễu xem ảnh chụp màn hình đã vượt 25 ải với số sao tối đa, người tê liệt rồi. Trong quá trình thử nghiệm nội bộ của nhóm dự án, thời gian trung bình để phá đảo với số sao tối đa là 12 tiếng. Khương Thu tự phá đảo trong hơn 6 tiếng, nhanh hơn gần một nửa. Vì mọi người trong nhóm dự án đều tham gia vào quá trình sản xuất trò chơi, nên có tư duy trò chơi rất rõ ràng, để phá đảo với số sao tối đa trung bình mỗi cửa ải phải thử 3 đến 5 lần. Theo quan điểm của Phương Diễu, người chơi bình thường chắc chắn sẽ phải thử nhiều lần hơn, nhưng Khương Thu tự là thế nào, hơn 6 tiếng, trung bình mỗi cửa ải thử không quá 2 lần, cô gian lận a? Phương Diễu không nhớ mình đã thêm mã gian lận, hay là Khương Thu tự chỉ thị riêng cho triệu nghiệp siêu làm, cút. Khương Thu tự trả lời rất dứt khoát. Phương Diễu vẫn không tin, hay là tôi đang mơ, thấy Phương Diễu thà nghi ngờ trạng thái tinh thần của bản thân, cũng không chịu thừa nhận cô lợi hại, Khương Thu tự rất không hài lòng, nhưng nghĩ lại, cô vẫn quyết định bỏ qua cho anh. Thấy Khương Thu tự không trả lời, Phương Diễu lại nhìn trầm trầm vào ảnh chụp màn hình phá đảo với số sao tối đa, sau đó anh quyết định đi ngủ trước, biết đâu là mơ thật thì sao. Gần 3 giờ sáng rồi, Khương Thu Tự vẫn chưa buồn ngủ, cô dựa vào đầu giường hồi tưởng lại quá trình chơi game tối nay. Từ nhỏ cô đã mơ ước có thể sở hữu một thế giới ảo tràn ngập niềm vui, nơi này cũng cần học hành, cần suy nghĩ, cần đối mặt với đủ loại khó khăn, nơi này cũng sẽ có tranh đấu, có thù hận, thậm chí có chiến tranh, nhưng sẽ không có cái chết thực sự. Tối nay chơi game hơn 6 tiếng đã để cô cảm nhận được niềm vui này, bây giờ cô vẫn còn chưa thỏa mãn, không thể thỏa mãn nhưng lại không thể có thêm nhiều hơn. Ổn định lại tâm trạng, Khương Thu tự đăng tải kỷ lục phá đảo của mình lên cộng đồng thích chơi Internet của nền tảng IV sau đó cô nằm xuống cố gắng đi vào giấc ngủ vì công việc ngày mai. Vu Miễu là một người rất có ý tưởng, cũng tự cho rằng bản thân rất có tầm nhìn, ngay từ giai đoạn đầu phát triển của ngành giải trí, anh ta đã lập kế hoạch cho hướng đi nghề nghiệp của mình từ rất sớm, đó chính là làm đánh giá trò chơi và hướng dẫn phá đảo. Anh ta đã đăng ký cùng một ID trên các nền tảng, sau một thời gian hoạt động, anh ta quyết định tập trung vào nền tảng IV đúc. Hiện tại, ID, Tam Thủy đánh giá, của anh ta đã đột phá 200.000 lượt theo dõi trong cộng đồng thích chơi Internet. Trong mắt những người chơi theo dõi anh ta, anh ta có uy tín hơn phương tiện truyền thông chuyên nghiệp nhiều. Đối mặt với 200.000 lượt theo dõi, Vu Miễu vẫn không hề kiêu ngạo, anh ta biết rất rõ, để có thể đạt được thành tích như hiện nay, hoàn toàn là vì anh ta đủ liều mạng, số lượng trò chơi anh ta đánh giá mỗi ngày đều nhiều hơn người khác, tốc độ ra hướng dẫn cũng nhanh hơn, cho nên mọi người mới đến xem anh ta, tất cả đều là công lao của lá gan. Tối nay, việc anh ta muốn làm chính là đánh giá và làm hướng dẫn trò chơi, chọc kẹo hàng xóm, 2 giờ rưỡi sáng, vu miễu vẫn tràn đầy tinh thần. Trò chơi này là trò chơi có chất lượng sản xuất tốt nhất mà anh ta từng chơi gần đây. Đây cũng là trò chơi kết hợp tốt nhất về mặt sáng tạo, cách chơi và phong cách nội dung. Anh ta tháo thiết bị thực tế ảo ra chuẩn bị đi vệ sinh, trên đường về tiện thể uống một viên thuốc bảo vệ gan. Bây giờ anh ta đã đánh được 17 cửa ải đạt số sao tối đa, anh ta tin rằng trước khi trời sáng sẽ có thể phá đảo với số sao tối đa, đồng thời hoàn thành đánh giá và làm hướng dẫn về trò chơi. Trước khi vào lại trò chơi, anh ta mở cộng đồng ra xem tin nhắn riêng, liếc qua thì giật mình, rất nhiều tin nhắn riêng đang báo tin, thúc giục. Tam Thủy, sao vẫn chưa ra hướng dẫn thế? Tam Thủy anh héo chưa, đã có người phá đảo, chọc ghẹo hàng xóm, với số sao tối đa rồi đấy, anh bị rớt lại phía sau rồi, nhìn tin nhắn riêng, vu miễu hơi ngơ ngác cái gì? Ai thế, vu miễu cảm thấy bản thân đã rất nhanh, nhanh tới mức tam thủy có thể đổi thành tam miễu, sao lại có người còn nhanh hơn anh ta, ai vậy? Vu Miểu trực tiếp hỏi trong tin nhắn riêng. Một người tên là Cặp Gỡ, Vu Miểu tìm kiếm ID, Cặp Gỡ, theo thông tức được người hâm mộ cung cấp, rất nhanh đã thấy ảnh chụp màn hình mà Khương Thu tự đăng công khai trên cộng đồng. May mà không phải là tài khoản tranh việc làm ăn, chỉ đăng ảnh chứ không có tin tức gì khác, Vu miễu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nảy sinh cảm giác khủng hoảng mãnh liệt, anh ta vội vàng đeo thiết bị thực tế ảo vào game. Trời tờ mờ sáng, Phương Diệu thức dậy, cầm vòng tay đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa xem tin nhắn, qua một đêm, doanh số và bình luận đều có giá trị tham khảo hơn dữ liệu mới nhất vào 7 giờ sáng trên trang web tải trò chơi của ivducks. lượt tải về 12384 đánh giá tốt 1467 đánh giá kém 52 dữ liệu này tốt hơn dự kiến. tất nhiên tâm trạng của phương diệu cũng trở nên vui vẻ. anh tiện tay lướt xuống xem các bình luận. hầu hết mọi người đều không có thời gian viết bình luận dài. rất nhiều bình luận đều có thể tóm tắt bằng. không tệ, thú vị, không có gì hay ho. không thấy bình luận hay ho nào. Phương Diễu chỉ có thể cảm thán game thủ thời này vẫn chưa học được cách làm sao tạo ra thành tựu. Hắn đến công ty, vừa đúng 8 rưỡi, mọi người trong nhóm dự án đều đã đến đông đủ, vừa vào cửa, Văn Văn đã chủ động báo tin vui. Giám đốc, doanh thu giao diện là 18.000, sắp đạt 20.000 bản rồi, ồ, ô, ô. Lúc đầu nghe thấy con số này, Phương Diễu còn chưa phản ứng kịp, giờ mới hiểu ra, 18000, đúng vậy. Phương Diễu hơi không thể tưởng tượng nổi, sáng tôi xem lượng tải về lúc 7 giờ mới chỉ là 12.000 thôi mà, chưa tới 2 tiếng đấy. Tiểu Trần giải thích, có thể là, Tam Thủy, đã đăng bài đánh giá trò chơi mới nhất, trong số người hâm mộ của anh ta, có không ít người đợi anh ta đăng bài đánh giá xong mới cân nhắc mua. Tam Thủy là ai? Phương Diễu ngơ ngác. Người dùng cộng đồng thích chơi Internet, chuyên làm đánh giá và hướng dẫn chơi trò chơi. Văn Văn vừa nói vừa lấy vòng tay mở bài đánh giá mới nhất ra trước mặt anh tự truyền thông rất có tầm nhìn xa trông rộng thậm chí bài đánh giá còn được chia thành phiên bản có tiết lộ nội dung và phiên bản không tiết lộ nội dung phương giữ nghĩ trong lòng anh nhìn về phía bài đánh giá phát hiện trước phần chữ của bài đánh giá có dán một ảnh chụp màn hình phá đảo đạt điểm tối đa có màn náo loạn tối qua của khương thu tự trong lòng anh không hề ngạc nhiên với thời gian phá đảo trung bình của người bình thường phiên bản không tiết lộ nội dung khá đơn giản sau một đêm chiến đấu ngày hôm qua cuối cùng cũng phá đảo thành công với số sao tối đa. Nói kết luận trước, đây là trò chơi kết hợp các yếu tố cách chơi, sáng tạo, nội dung, phong cách vẽ. Tốt nhất và hoàn chỉnh nhất trong số tất cả các trò chơi mà tôi từng chơi gần đây, thống kê sơ bộ là hơn 150 trò. Trò chơi khá nhàn, có một số yêu cầu về khả năng quan sát, khả năng sáng tạo nhưng không quá cao. Mặc dù phong cách vẽ khá dễ thương, nhưng trong quá trình chơi trò chơi, đặc biệt là các màn chơi của giai đoạn sau sẽ mang lại cho người chơi cảm giác căng thẳng cấp bách rất mạnh, một số khoảnh khắc còn tạo ra chút cảm giác kinh dị. Tương tự, sau khi vượt ải, người chơi sẽ có được cảm giác thành tựu không tệ, một số cách thể hiện hành vi treo chọc khoa trương còn khiến người ta cười phá lên. Là một người đánh giá trò chơi công bằng khách quan, tôi rất khuyến khích những người chơi quan tâm đến thể loại này mua về trải nghiệm, còn phiên bản có tiết lộ nội dung, quá dài không xem, bài đánh giá được đăng vào buổi sáng, bây giờ đã có hơn 60.000 người đọc, chẳng trách trong thời gian ngắn mà doanh thu lại tăng lên nhiều như vậy quả thật rất có sức ảnh hưởng. Bây giờ, Phương Diễu mới chú ý đến những người đánh giá này, bên công ty lớp Playtime đã để mắt đến bọn họ từ lâu rồi. Sau khi Tần Chi từ chấp nhận đề xuất nâng cao ngưỡng xét duyệt, công ty đã bắt đầu chiêu mộ những người làm game có kinh nghiệm vào nhóm xét duyệt, những người đánh giá có tiếng tăm trong cộng đồng chính là đối tượng đầu tiên bọn họ tiếp cận. Quáp, Vu Miễu cảm thấy mí mắt như muốn dính vào nhau, bây giờ anh ta phải ngủ một giấc. Trước khi vào giấc ngủ, anh ta suy nghĩ về một vấn đề mặc dù chất lượng trò chơi không tệ cũng rất thú vị nhưng anh ta luôn cảm thấy không vui như trước đây anh ta nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này ở trong cơn ác mộng anh ta mơ thấy tốc độ đánh giá và làm hướng dẫn của bản thân mãi mãi chậm hơn người khác một bước người hâm mộ dần dần vẫy tay chào tạm biệt anh ta chạy về phía người đánh giá mới không được vu miễu giật mình tỉnh giấc phát hiện vòng tay liên lạc đang reo lên là một số lạ anh ta bực bội mở nghe máy, chưa đợi đối phương mở lời đã nói. Không cần quản lý tài chính, không làm thẻ, không mua nhà, không nợ tiền, không trúng thưởng, không hứng thú với việc kết bạn qua video. Ơ, ờ, một loạt lời nói ập đến khiến đối phương hơi choáng váng, ngỡ người vài giây mới tiếp lời. Xin chào, tôi là người của phòng nhân sự công ty lớp Playtime, mã nhân viên 23.807. Chúng tôi đang tìm kiếm những người tài có khả năng đánh giá cực cao để tham gia vào nhóm xét duyệt trò chơi của nền tảng IVDUC. Trình độ đánh giá xuất sắc của anh rất phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Không biết anh có hứng thú đến công ty lớp Playtime làm việc không? Hơi bất ngờ, nhưng Vu Miễu từ chối không hề do dự. Không hứng thú. Đối phương không muốn từ bỏ dễ dàng. Vậy à, vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Nếu có yêu cầu gì về tiền lương và chế độ đãi ngộ, anh có thể nêu ra. Lúc này, Vu Miễu vẫn chưa hết cắt ngủ, giọng điệu hơi gay gắt. Không cần, tôi chỉ hỏi một câu. Nếu tham gia nhóm xét duyệt của các anh, thì không thể công khai chơi những trò chơi tệ hại đó chứ. Đúng vậy, chúng tôi cần đánh giá công bằng và khách quan. Tôi biết, tôi nói chính là chơi một cách công bằng và khách quan, kiểu có chửi bậy ấy. Ơ, ờ, hình như là không được phép. Người này bị hỏi đến mức hơi choáng váng. Bình thường người ta không phải đều quan tâm đến tiền lương và chế độ đãi ngộ à anh xem, không được đúng chứ, vậy thì khỏi cần, tạm biệt. Vu Miễu nói, trực tiếp ngắt liên lạc, nằm trở lại giường chỉ là lần này mãi không thể chìm vào giấc ngủ, anh ta không ngừng nhớ lại cảnh tượng trong cơn ác mộng, đến nỗi xuất hiện tơ máu. Anh ta thề, để cảnh tượng trong mơ không xảy ra, để giữ vững vị trí người đánh giá, làm hướng dẫn hàng đầu của bản thân, sau này anh ta sẽ càng liều mạng hơn, càng cố gắng hơn. Sáng sớm, thấy Tưởng Tài Văn bước vào công ty, trợ lý Chu Hằng chạy tới, đưa tài liệu trong tay cho anh ta. "Đây là một số kế hoạch trò chơi đã thảo luận trong cuộc họp hôm qua, anh xem đi." Tưởng Tài Văn gật đầu, tiện tay kéo tệp tin trong màn hình ảo của chu hằng vào vòng tay của mình tiếp tục đi về phía phòng làm việc chu hằng đi theo sau anh ta vừa đi vừa báo cáo dự án chọc ghẹo hàng xóm của công ty giải trí tinh không đã được phát hành trên nhiều nền tảng phát hành trò chơi vào hôm qua hiện tại tổng doanh thu trên toàn nền tảng đã đạt gần 40.000 bản trong đó doanh thu trên nền tảng iv là gần 20.000 bản chiếm 50%. uy tín thì sao tưởng tài vanh hỏi rất tốt, rất nhiều người đánh giá, bao gồm cả Tam Thủy, người đánh giá trò chơi nổi tiếng trong cộng đồng thích chơi internet, cũng đã giới thiệu trò chơi này. Dứt lời, Chu Hằng lén nhìn Tưởng Tài Văn, trong lòng tính toán, nếu sếp không hỏi, anh ta sẽ không nói bản thân từng chơi. Trên thực tế, tối hôm qua anh ta cũng rất nghiện, khiến cho quần thâm mắt lại nặng hơn. Tưởng Tài Văn thực sự không hỏi anh ta, ánh mắt nhìn qua cửa sổ kính sát đất, nhìn về phía đối diện, lông mày bỗng giật một cái. Chu Hằng ngẩn người, vội vàng nhìn theo ánh mắt của sếp, phát hiện ra bức tường bên ngoài của công ty giải trí tinh không ở đối diện, không biết đã chiếu một tấm áp phích lớn của, chọc ghẹo hàng xóm, từ khi nào. Trên áp phích, hình ảnh nhân vật đại diện cho, người chơi, chiếm phần lớn diện tích, đang bày ra vẻ mặt ngứa đòn, thè lưỡi về phía bọn họ, Chu Hằng lại nhìn sếp của mình, phát hiện thái dương của tưởng tài văn đang nổi gân xanh, anh ta vội vàng rời mắt, giả vờ như không biết gì. Cùng lúc đó, trong công ty giải trí tinh không, phương diễu đang hét lớn có thể chiếu lớn hơn nữa không biểu cảm của nhân vật phải hướng đúng hướng thẳng vào cửa sổ của thiên mã hành không Hét xong không biết phương diễu lấy đâu ra một cái ống nhòm nhìn về phía đối diện thật muốn sang bên kia xem hiệu ứng để tôi xem nào a à, ông chủ ở đối diện đang nhìn kìa các anh đang làm gì vậy giọng nói của khương thu tự chợt vang lên sau lưng phương diễu ồ làm áp phích phương diễu chỉ vào màn hình qua màn hình có thể thấy toàn cảnh hiệu ứng áp phích bên ngoài tòa nhà văn phòng, thấy khuôn mặt khôi hài thề lưỡi đối diện với studio thiên mã hành không, sao Khương Thu Tự có thể không hiểu ý đồ của Phương Diễu, nhất là khi anh còn đang cầm ống nhòm trên tay. Nhận ra ánh mắt của cô, Phương Diễu tỉnh bơ giấu ống nhòm sau lưng. Khương Thu Tự nhìn hành động nhỏ của anh, hỏi, cho bên kia xe mà, sao thế được, là nhu cầu quảng cáo. Dứt lời, đột nhiên Phương Diễu nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa nãy tưởng tài văn ở ngay cửa sổ. Nghe vậy, Khương Thu tự đưa tay ra, thật á, cho tôi xem. Phương Diễu hơi ngẩn người, phản ứng này hơi khác dự đoán của anh, dường như Khương Thu tự cũng rất hứng thú với trò đùa trẻ con này. Dùng ống nhòm nhìn sang bên kia, bỗng nhiên Khương Thu tự lại bật cười. Phương Diễu không cần hỏi, vì không cần ống nhòm cũng có thể thấy, cửa sổ sát đất của studio Thiên Mã Hành không đã mở chế độ phun sương, chủ yếu là để nhắm mắt làm ngơ tâm trạng vốn không tệ, Khương Thu Tự vừa ngân nga vừa ném ống nhòm vào trong lòng Phương Diễu, đi theo tôi, nói chuyện về kế hoạch sau này. Phương Diễu đi theo sau cô, hôm qua cô thực sự phá đảo với số sao tối đa trong vòng hơn 6 tiếng hả, Khương Thu Tự buồn cười, đến giờ anh vẫn chưa chấp nhận sự thật sao, không nên như vậy nha. Phương Diễu lẩm bẩm. Khương Thu Tự quay đầu lại, tôi rất không hài lòng với thái độ hiện giờ của anh. Phương Diễu dứt khoát đổi giọng, nên như vậy, Cô là thiên tài, chứ sao nữa Phương Thu tự hừ một tiếng Đẩy cửa bước vào văn phòng của mình Phương Diễu đi phía sau là mặt quỷ Rồi đi vào Ngồi xuống ghế sofa Phương Thu tự tự rót cho mình một tách cà phê Chuyện nhỏ này cô sẽ không làm phiền trợ lý Cô liếc nhìn Phương Diễu Đang ngồi trên ghế sofa nhìn mình Không biết anh đang mong đợi điều gì Muốn uống à, cho một ly Phương Diễu gật đầu Tự rót đi Khương Thu tự lười để ý đến anh, ngồi vào chỗ của mình. Phương Diễu đang loay hoay với cà phê, Khương Thu tự đã lên tiếng, giọng điệu giống như đang trò chuyện phím. Sáng nay, tôi có xem một số bài đánh giá trò chơi, bao gồm cả các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp và cá nhân, còn xem cả phần bình luận của một số nền tảng phát hành, tỷ lệ đánh giá tốt đều trên 90%. Phương Diễu nâng tách lên, mùi thơm của cà phê sọc thẳng vào mũi, tâm trạng anh cũng rất tốt, mặc dù trò chơi mới ra mắt một ngày, nhưng đây chỉ là một trò chơi dung lượng nhỏ, không có chuyện đầu voi đuôi chuột. Những người đánh giá này đã trải nghiệm hết nội dung cần trải nghiệm, danh tiếng sẽ không bị đảo ngược, chỉ chờ xem doanh thu cuối cùng là bao nhiêu thôi. Cương Thu tự tán thành với điều này, đúng vậy, sau đó thì sao, anh định tiếp tục tung ra cửa ải mới, làm phần tiếp theo hay chuẩn bị phát triển dự án mới? Phương Diệu rất dứt khoát, kiếm tiền, thử nghiệm thị trường trò chơi hiện tại và đánh giá diện trình độ của cả nhóm dự án ba mục đích này đều đã đạt được. Dự án, chọc ghẹo hàng xóm, này đã hoàn thành mục tiêu một cách hoàn hảo, không cần làm phần tiếp theo nữa. Nghe vậy, Khương Thu tự vội hỏi, nếu phát triển dự án mới, vậy anh có suy nghĩ về đề xuất lúc trước của tôi chưa? Phương Diễu suy nghĩ một lát, trò chơi chiến tranh thời đại vũ khí là nha. Không vội, quy mô và năng lực kỹ thuật của đoàn đội chưa đạt yêu cầu, vẫn nên làm từng bước thì tốt hơn. Tất nhiên cô là sếp, cô nói đi về hướng đông, Ai dám đi về hướng Tây? Xì. Đương nhiên Khương Thu tự không phải là người như vậy. Vậy khi nào có thể chốt dự án mới? Đợi khi nào rảnh mở một cuộc họp lập kế hoạch dự án mới, trao đổi với đoàn đội rồi mới có thể chốt được. Cô muốn đến à? Phương Diệu hỏi. Tất nhiên. Khương Thu tự nói, không tìm được sự tò mò, hỏi tiếp. Anh nói cho tôi biết ý tưởng của anh trước đi. Phương Diệu rất qua loa, vẫn đang suy nghĩ. Khương Thu tự không tin trong đầu anh chưa có chút khung sườn nào. Cô Hung Dữ nói, nói, Phương Dữ bất đắc dĩ khuất phục trước uy quyền của sếp, thở dài. Được rồi, dự án mới chủ trương của tôi là tiếp tục phát triển trò chơi giải trí, nhưng lần này sẽ gia tăng tương tác giữa với người chơi. Chọc ghẹo hàng xóm là một trò chơi riêng lẻ đơn thuần, không có sự tương tác giữa người chơi trong trò chơi. Tương tác giữa bạn bè cũng chỉ giới hạn ở việc khoe video phá đảo, trao đổi hướng dẫn. Vì vậy tôi định sẽ cho thêm tương tác giữa người chơi trong trò chơi giải trí tiếp theo còn hướng tương tác là đối đầu hay hợp tác thì tôi vẫn chưa nghĩ ra phương diễu vừa dứt lời khương thu tự đã nhanh chóng bày tỏ ý kiến đối đầu tôi đã phát hiện rồi phương diễu cảm thán nói được nửa câu thì dừng lại phát hiện cái gì khương thu tự hỏi lúc này phương diễu mới nói cô rất thích tranh cường háo thắng nhỉ đấu với người khác rất vui đúng không khương thu tự thẳng thắn thừa nhận chứ sao nữa. Phương Diễu cân nhắc một lúc, đặt cốc xuống, đứng dậy rồi nói chắc nịch. Được, tôi quyết định rồi, ra trò chơi giải trí theo hướng hợp tác, nói xong thì chuồn mất, anh muốn chết phải không? Phương Thu tự đứng dậy định đuổi theo, đi được vài bước mới sực nhớ ra đây là ở công ty, cô hơi ngẩn người, vừa rồi là đang thảo luận công việc, hay là đang tán gẫu với bạn bè, ngồi trở lại vị trí, cô im lặng một lúc, khóe miệng hơi cong lên, cô phát hiện ra ở chung và trò chuyện với Phương Diễu, lâu dần tâm trạng sẽ rất thoải mái. Cô còn nhớ, rất nhiều sách về quản lý đều nói, làm chủ thì phải giữ khoảng cách với nhân viên, thế nhưng kệ đi. Cương Thu tự lười nghĩ, thay vì suy nghĩ về vấn đề phức tạp như vậy, thì thà mong đợi dự án mới. Bận rộn hơn một tháng, đột nhiên rảnh rỗi, mọi người trong nhóm dự án đều hơi không thích ứng. Phương Diễu biến mất cả buổi sáng, vừa về đã bị hỏi, giám đốc, khi nào chúng ta bắt đầu chuẩn bị dự án mới, Phương Diễu phà nàng các cậu đều là những kẻ nghiện công việc à, Tiểu Trần cười hỏi, chẳng phải các sếp đều thích nhân viên như chúng tôi hả, Phương Diễu hừ một tiếng, tôi lại không phải sếp, văn văn trêu chọc, vậy sau này chúng tôi đều lười biếng nhé, Phương Diễu kiên quyết từ chối, cũng không được. Tại sao, Phương Diễu nhìn bằng ánh mắt, cô là lợn à, nói, như vậy với tư cách là người lãnh đạo nhóm, tôi sẽ bị sếp hỏi tội, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy anh muốn thế nào, Phương Diễu hùng hồn, tất nhiên là theo nhịp của tôi rồi. Mọi người cạn lời, rất muốn lườm anh nhưng không dám, chỉ có thể nói móc trong lòng, vậy hôm nay làm gì? Triệu Nghiệp siêu hỏi. Phương Diệu nói, hôm nay không có việc gì quan trọng, cậu có thể thảo luận với Tô Đào về việc phát triển động cơ trò chơi, về sau công việc này chắc chắn sẽ do cậu phụ trách. Được. Thái độ làm việc của Triệu Nghiệp siêu rất tích cực. Phương Diệu dứt khoát sắp xếp cho cả những người khác, mọi người hãy thư giãn, luyện tập, xem video liên quan đến kỹ thuật trong ngành học hỏi thêm dứt lời anh quay lại chỗ làm việc của mình mở trang chọc ghẹo hàng xóm để đọc bình luận tiện tay mở một văn bản trống nhà nhã viết kế hoạch dự án mới anh không lừa khương thu tự khi hai người trò chuyện anh ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng muốn làm một trò chơi giải trí theo hướng hợp tác đến lúc đó kéo khương thu tự chơi cùng chắc sẽ rất thú vị lúc trước phần bình luận của khu trò chơi chọc ghẹo hàng xóm vắng vẻ giờ đây đã dần trở nên sôi nổi xem đánh giá của Tam Thủy rồi mua, không thể không nói, Tam Thủy vẫn đáng tin, trò chơi rất thú vị. Tôi cũng mua sau khi xem đánh giá vào buổi sáng, tiếc là phải tan làm mới chơi được. Cho một đánh giá tốt trước đã, trò chơi được đánh giá tốt, góp ý một chút, nếu có thể chơi cùng bạn bè thì tốt, cùng nhau chọc ghẹo, chắc chắn sẽ thú vị hơn. Tôi vẫn đang phân vân không biết có nên xem hướng dẫn không. Đừng xem, xem sẽ mất đi rất nhiều thú vui. Không thể không nói chất lượng trò chơi do các công ty chính quy sản xuất đúng là có bảo đảm hơn. Chơi không đủ, sau này có cập nhật không, có phần tiếp theo không? Phương Diễu vừa lướt xem bình luận vừa viết kế hoạch, không để ý thấy trợ lý nhỏ của Khương Thu tự chạy đến. Trợ lý nhỏ tò mò nhìn tên dự án trên kế hoạch, trong lòng nghĩ, cái tên thật kỳ lạ, miệng không quên nói chuyện chính. Giám đốc Phương, Tổng Giám đốc Khương bảo tôi hỏi anh, có muốn tìm một số phương tiện truyền thông chuyên nghiệp để tương tác không? Phương Diễu suy nghĩ một lát, không trả lời ngay, tôi suy nghĩ chút lát nữa sẽ nói với cô ấy được trợ lý nhỏ gật đầu nhanh chóng rời đi xem lại các bình luận trong phần bình luận phương diễu hiểu rõ mặc dù chọc ghẹo hàng xóm có tiếng tốt nhưng hình tượng công ty của công ty giải trí tinh không vẫn chưa để lại được nhiều ấn tượng trong lòng người chơi anh đoán khương thu tự cũng đã nhìn ra điểm này nên mới muốn tương tác với các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp là một cuộc phỏng vấn nhà sản xuất rồi tung lên mạng lời khuyên sức khỏe nói rằng ngồi nửa tiếng phải đứng dậy đi lại vài phút, như vậy mới có lợi cho sức khỏe. Vừa rồi ngồi khá lâu, Phương Diệu quyết định đến chỗ Khương Thu tự đi dạo, rèn luyện sức khỏe. Tôi đến rồi. Phương Diệu bước vào văn phòng. Khương Thu tự biết anh đến để nói chuyện, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Anh nghĩ thế nào? Cá nhân tôi thấy không vội, nhưng tôi là người trong nghề làm trò chơi, không am hiểu về mặt tuyên truyền phát triển. Nếu cô thấy cần thiết, thì tôi có thể phối hợp. Phương Diệu nói, rồi hỏi cần tốn nhiều tiền không không cần trước khi phát hành trò chơi thì phải mua thông báo cần tốn chút tiền bây giờ trò chơi có danh tiếng tốt chúng ta không nhắc tới đối phương cũng sẽ tìm đến chúng ta vấn đề là thời gian thế à vậy nếu có phương tiện truyền thông đáng tin cậy mời thì nhận lời đi được lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh cương thu tự nói phát hiện phương diễu không những không đi mà còn ngồi xuống chẳng phải đã nói xong rồi sao còn chuyện gì nữa không Cô nghi ngờ hỏi. Có một vài chuyện muốn tìm hiểu, không biết cô có biết không? Phương Diễu nói. Thấy thái độ của Phương Diệu nghiêm túc, hẳn là không phải nói đùa, Khương Thu Tự cũng trở nên nghiêm túc, anh nói đi. Phương Diệu hỏi, khi nào có thể tự do đi lại và liên lạc tức thời giữa hai hành tinh của loài người, Khương Thu Tự hiểu Phương Diễu đang nghĩ gì, hơi buồn cười. Anh tham vọng thật đấy, bây giờ đã tính đến chuyện hành tinh khác rồi sao? Phương Diệu cảm thấy đương nhiên, chắc chắn rồi, mục tiêu của chúng ta là vũ trụ bao la, điều này liên quan đến kế hoạch bố trí sau này, anh nghiêm túc sao, Phương giữ học theo giọng điệu của Khương Thu Tự, không thì sao, trong nháy mắt, biểu cảm của Khương. Thu Tự hơi khác thường, rất khó để thấy rõ trong khoảnh khắc này đáy mắt cô ẩn chứa cảm xúc gì, rất nhanh cô đã trở lại bình thường. Hiện tại tất cả các nguồn lực đều đổ dồn vào việc xây dựng thành phố và di cư cư dân. Thời sự cũng đã đưa tin rồi, tất cả loài người sẽ được chia thành năm đợt để hoàn thành việc di cư trong vòng 2 năm. Tuyến đường giữa hai hành tinh hiện vẫn đang được khai thác. Muốn thực hiện phủ sóng liên lạc, chắc cũng tầm thời gian này. Anh cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến việc thành lập công ty con ở một hành tinh khác, đồng bộ phát hành trò chơi sao? Giai đoạn hiện giờ rất khó thực hiện. Thế à, Phương Diễu trầm ngâm. Anh có kế hoạch gì? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu liếc nhìn cô, vẻ mặt rất ngứa đòn. Đó là điều có thể nói sao? Khương Thu tự nghiến răng có phải anh quên mất ai mới là sếp không là cô là cô phương Diệu cảm thán điều quan trọng là bây giờ ngành nghề vẫn đang trong giai đoạn phát triển rất nhiều ý tưởng cần dựa theo tình hình thực hiện từng bước nói tôi nghe xem cương thu tự rất có hứng thú phương diễu cảm thấy nếu anh không nói ra chút gì đó thì sếp sắp nổi nóng rồi lúc này mới tiết lộ một vài ý tưởng ví dụ như trò chơi chiến tranh vũ khí lạnh cổ đại quy mô lớn mà cô muốn nếu làm trò chơi này thành trò chơi tương tác nhiều người thì chắc chắn là máy chủ toàn cầu mới thú vị nhất nếu hành tinh của chúng ta mở một máy chủ người chơi của chúng ta đã chơi một năm rồi liên lạc tức thời giữa các hành tinh mới được thiết lập vậy chỉ có thể mở một máy chủ mới ở một hành tinh khác người khác đã chơi một năm cô mới chơi được hơn nữa đều đã biết trước nội dung cập nhật phiên bản trong tương lai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và trải nghiệm trò chơi của một phần người chơi hơn nữa máy chủ khác nhau người chơi của hai hành tinh không thể tương tác có phải rất đáng tiếc không Khương Diệu đã đặc biệt tra cứu tài liệu về vấn đề trì hoãn thiết bị liên lạc được xây dựng trong vũ trụ có thể nhảy vọt qua hai điểm tọa độ không gian, gần giống với nguyên lý động cơ úp, khiến cho việc truyền sóng tín hiệu gần như không bị trì hoãn. Quả nhiên, nghe được ý tưởng của anh, đôi mắt vốn đã trong veo của Khương Thu tự càng trở nên sáng ngời, giống như ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ ngày hè. Đừng vội, cho nên tôi nói kế hoạch của chúng ta phải điều chỉnh theo tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Ừm. Khương Thu tự phát ra âm thanh quể quải, trông có vẻ rất không cam lòng. Khi hai người đang thảo luận về tình hình và triển vọng của ngành, trong nội bộ của công ty truyền thông trò chơi, tiền tuyến game, một lính mới tên là Phùng Tuấn đang tích cực bày mưu tính kế trong cuộc họp. Tôi cảm thấy chuyên mục truyền thông của chúng ta nhất định phải mở hệ thống đánh giá, được chia thành hai phần, một phần do những người làm truyền thông không ẩn danh chấm điểm trò chơi, một phần do những người chơi đã mua chấm điểm. Ngoài ra, chúng ta không thể chỉ thụ động chờ người khác đưa bài đến để kiếm tiền chúng ta cũng phải chủ động tấn công ví dụ như chọc ghẹo hàng xóm công ty giải trí tinh không không liên hệ thì chúng ta có thể chủ động đưa ra lời đề nghị hợp tác giai đoạn hiện giờ là mở rộng sức ảnh hưởng của tiền tuyến game tại sao tam thủy đánh giá lại có thể phát triển được chính là vì giai đoạn đầu họ không tiếc tiền đủ liều lĩnh một mình anh ta làm hướng dẫn đánh giá còn nhiều hơn cả một nhóm của chúng ta cho nên bây giờ sức ảnh hưởng của một mình anh ta còn cao hơn các công ty truyền thông chuyên nghiệp nhìn thấy anh chàng mới vào nghề thao thao bất tuyệt mấy lão làng trong công ty thực sự muốn bịt miệng cậu ta lại may mắn thay mấy lão làng này cũng chỉ hơn cậu ta vài ngày hoặc vài tháng chưa đến mức có thể dùng thâm niên để đè chết người khác hơn nữa biên tập viên chính của bọn họ đang nghe rất say sưa có vẻ rất thích anh chàng mới vào nghề này quan trọng nhất là anh chàng mới vào nghề này nói rất có lý tôi vẫn đề nghị đột nhiên Phùng Tuấn ngừng lại, giọng cậu ta hơi khàn, nói nhiều đến mức phát cả ra tiếng, quạt, như vịt kêu, rất xấu hổ nhưng lại không tiện đứng dậy đi lấy nước uống. Những người khác cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được. Biên tập viên chính cũng cười theo, được được được, trước tiên cứ nói đến đây thôi, đề xuất của cậu rất tốt, ví dụ như liên hệ với công ty giải trí tinh không, đi tìm nhà sản xuất của chọc ghẹo hàng xóm để phỏng vấn đơn giản. Nhiệm vụ này giao cho cậu, được không? Được. Phùng Tuấn, vụt, một cái đứng bật dậy khỏi ghế, làm những người khác giật mình. Cương Thu Tự vẫn đang trò chuyện với Phương Diễu thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ bộ phận tuyên truyền. Xem xong, cô lắc lắc cổ tay với Phương Diễu, có một công ty truyền thông tên là Tiền Tuyến Game, liên hệ với chúng ta, muốn phỏng vấn trực tuyến, anh xem thời gian nào thì hợp lý, Phương Diễu không quan tâm, phỏng vấn trực tuyến thì lúc nào cũng được, hay là bây giờ luôn, bây giờ ư. Cương Thu Tự ngẩn người đúng vậy bây giờ tôi rất rảnh phương diễu nói xong phát hiện ánh mắt khương thu tự hơi kỳ lạ đột nhiên anh tỉnh ngộ vội vàng sửa lời bây giờ đúng lúc tôi có thời gian khương thu tự nghiến răng không so đo với anh bảo trợ lý liên lạc với bên tiền tuyến game phùng tuấn nghe nói có thể phỏng vấn ngay lập tức vui mừng không xiết liên tục đồng ý sau khi nghe trợ lý báo cáo khương thu tự nói với phương diễu bên kia đồng ý rồi tôi bảo người kết nối liên lạc chắc là một thanh niên trẻ tuổi phương diễu đột ngột nói nhưng không chắc chắn tại sao lại nói như vậy à phương thu tự hỏi được một nửa thì tự hiểu ra ngoài trường hợp cần phỏng vấn đột xuất những người làm truyền thông có kinh nghiệm đều sẽ dành thời gian điều tra nghiên cứu sau khi hẹn thời gian phỏng vấn như vậy mới không bị động khi phỏng vấn thậm chí còn có thể nắm thế chủ động đưa ra những câu hỏi có giá trị nhất cho dù phương diễu đề xuất có thể chấp nhận phỏng vấn ngay lập tức bên kia cũng sẽ tìm cớ trì hoãn, chắc chỉ có những người trẻ tuổi hơi phấn khích mới đồng ý ngay lập tức, sợ bỏ lỡ cơ hội. Còn việc chuẩn bị đầy đủ trước, những người lão làng thường sẽ không làm như vậy, lỡ như đối phương không chấp nhận phỏng vấn thì chẳng phải thành công cốc hết sao. Hiểu được những điều này, Khương Thu tự liếc nhìn Phương Diễu, chỉ có não anh là hoạt động nhanh thôi, tôi là ai chứ? Phương Diễu rất tự đắc. Mã Liên là cá nhân của Phương Diệu chắc chắn không tiện đưa cho cậu ta, trợ lý nhỏ đã đưa cho một mã liên lạc của công ty một lát sau máy liên lạc được kết nối với màn hình lớn trong phòng làm việc của khương thu tự thấy phùng tuấn xuất hiện trên màn hình phương diễu chủ động chào hỏi xin chào tôi là phương diễu giám đốc dự án chọc ghẹo hàng xóm của công ty giải trí tinh không dứt lời anh liếc nhìn khương thu tự đang ngồi bên cạnh tôi đoán không sai chứ khương thu tự lười để ý đến anh trong tầm mắt của phùng tuấn chỉ có một mình phương diễu cậu ta rất lịch sự chào hỏi. Xin chào, xin chào, tôi là Phùng Tuấn, phóng viên của Tiền Tuyến Game. Rất cảm ơn anh đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của Tiền Tuyến Game, chúng tôi. Phương Diệu rất khách sáo, tôi cũng rất vinh hạnh. Phùng Tuấn dò hỏi, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé, Phương Diệu cười nói, được thôi. Phùng Tuấn vội vàng đưa ra câu hỏi, theo tôi được biết, hiện tại doanh thu của, chọc kẹo hàng xóm, trên toàn nền tảng sắp vượt mốc 100.000, mới chỉ phát hành một ngày thôi, tương lai rất có thể sẽ lập nhiều kỷ lục về doanh thu thành tích như vậy có nằm trong dự đoán của anh không hiện tại ngành công nghiệp này mới chỉ bắt đầu chọc ghẹo hàng xóm chỉ chiếm lợi thế là phát hành sớm kỷ lục doanh thu gì đó xem cho vui thôi thành tích như vậy đáng mừng nhưng không đáng để tự hào khiêm tốn quá khoan đã hình như anh ta chưa trả lời câu hỏi có nằm trong dự đoán không của mình có nên hỏi tiếp không cảm thấy không ổn lắm phùng tuấn suy nghĩ lại sợ không khí lạnh lẽo xấu hổ không dám dây dưa quá nhiều vội vàng hỏi câu tiếp theo có thể nói một chút về nguồn cảm hứng sáng tạo của chọc ghẹo hàng xóm không phương diễu suy nghĩ chốc lát nguồn cảm hứng đến từ sự khao khát phùng tuấn không hiểu lắm khao khát một người hàng xóm phiền phức phương diễu cười nói tất nhiên là không là khao khát một tuổi thơ có thể nghịch ngợm bao gồm cả các thành viên trong nhóm dự án của chúng tôi tất cả đều là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh môi trường trưởng thành của chúng tràn ngập áp lực về sự sống còn của loài người vì vậy chúng tôi hy vọng thế hệ tiếp theo có thể sống thoải mái hơn tất nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống cao hơn cuộc sống trò chơi cũng vậy phương pháp thể hiện của trò chơi nhất định sẽ có phần khoa trương ông vương hàng xóm phiền phức chỉ là một hình tượng không phải khuyến khích mọi người đi treo chọc những người xung quanh hành vi như vậy dù là trong thực tế hay trong trò chơi đều sẽ bị đánh không ngờ trò chơi lại có ý nghĩa như vậy Phùng Tuấn không khỏi cảm thán. Ngược lại, Khương Thu Tự ở bên cạnh hơi không nhịn được, mặc dù lời nói rất cảm động, nhưng từ miệng Phương Diễu nói ra, thì cô chỉ tin dấu chấm câu, vậy xin hỏi sau này, chọc ghẹo hàng xóm, có tiếp tục ra mắt cửa ải mới hay phần tiếp theo không, có lẽ sẽ không, vì chúng tôi còn quá nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm, công ty giải trí tinh không của chúng tôi có mục tiêu rất lớn, mục tiêu gì, sở thích của người chơi không giống nhau, có thể có người thích giải đố, có người thích giải trí thư giãn, có người thích thi đấu thể thao, vân vân. Mục tiêu của công ty giải trí tinh không là để tất cả người chơi đều có thể chơi được trò chơi mà họ thích. Lời nói này rất có tham vọng, Phùng Tuấn vừa bất ngờ vừa bị cuốn theo cảm xúc, cảm thấy nhiệt huyết, hình như vị giám đốc trước mặt không lớn hơn cậu ta. Ai ngờ Phương Diễu vẫn chưa nói xong, vì vậy, tôi hy vọng nhiều bạn trẻ có tình yêu, có kỹ thuật, có ý tưởng với trò chơi có thể tham gia cùng chúng tôi, những người chơi quan tâm có thể xem thông tin tuyển dụng của công ty giải trí Tinh không trên các trang web tuyển dụng lớn, mong nhận được sơ yếu lý lịch của các bạn. Lần này, Khương Thu tự thực sự không nghiện được nữa, phỏng vấn kiểu gì vậy? Phùng Tuấn hơi ngơ ngác, khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng, đây là quảng cáo đúng không? Là quảng cáo đúng không? Đoạn này chắc không thể đưa tin được, phải chuyển chủ đề trước, nói chuyện khác đi, hỏi thêm vài câu mới, phải hỏi gì đây? Lúc này, cậu ta đột nhiên nhận ra rằng lúc trước bản thân đã quá phấn khích nghe nói có thể phỏng vấn ngay lập tức liền vui vẻ đồng ý, đáng lẽ nên hẹn giờ để chuẩn bị chút, chứ. Bây giờ hoàn toàn bị Phương Diễu dẫn dắt. Đầu óc Phùng Tuấn khá nhanh nhạy, không mất quá lâu đã nghĩ ra câu hỏi mới, nhanh chóng hỏi. Cái đó, anh vừa nói, các anh còn rất nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm, tức là dự án mới đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao? Có thể tiết lộ một chút không? Phương Diễu giới thiệu. Đúng vậy, dự án mới đã chuẩn bị rồi, tác phẩm mới chủ yếu vẫn là giải trí thư giãn, Điểm khác biệt là lần này không còn là trò chơi một người nữa, có thể chơi cùng bạn bè, tạm thời chỉ tiết lộ được như vậy thôi. Được, cảm ơn. Một lát nữa tôi còn có một cuộc họp công tác, nếu anh không có vấn đề gì thì lần này chúng ta tạm dừng ở đây, à, được. Phùng Tuấn còn muốn hỏi, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu hỏi phù hợp, đành phải đồng ý, vậy vất vả rồi, tạm biệt. Dứt lời, Phương Diễu ngắt kết nối. Tạm biệt. Phùng Tuấn ngơ ngác nói cậu ta lại rơi vào hối hận một lần nữa mình đúng là còn quá trẻ quá bốc đồng phải kiểm điểm nhất định phải kiểm điểm màn hình nhảo biến mất phương diễu hỏi khương thu tự cô nói xem cậu ta có đưa tin về đoạn tuyển dụng kia không đưa tin cái khương thu tự rất cố gắng mới kiềm chế được không phun ra từ rắm hoa trương quá à phương diễu hỏi khương thu tự lắc đầu lợi dụng đối phương không có kinh nghiệm để khống chế nhịp độ chủ đề cố ý nói quá lên chính là để khắc sâu ấn tượng của người chơi đối với công ty giải trí tinh không, không có vấn đề gì. Nhưng anh đừng quên một điều. Phương Diễu cười nói, tôi hiểu, nói mục tiêu xa vời như vậy, đạt được thì rất lợi hại, không đạt được thì sẽ bị mắng. Cương Thu tự hừ một tiếng, anh biết là tốt. Giọng điệu Phương Diễu như đang dỗ trẻ con, nói, yên tâm, yên tâm, cứ yên tâm đi. Không làm được thì đuổi việc anh. Cương Thu tự hung dữ nói, rồi đuổi phương diễu ra khỏi phòng làm việc phùng tuấn đưa nội dung phỏng vấn cho tổng biên tập đỗ xuyên xem đỗ xuyên không giống những người mới vào nghề khác trước khi chuyển nghề anh ta đã theo sư phụ đi khắp nơi tích lũy được không ít kinh nghiệm xem xong video phỏng vấn của phùng tuấn anh ta lập tức bật cười cậu bị bắt nạt rồi đỗ xuyên nói thẳng hả phùng tuấn gãi đầu không nghiêm trọng đến vậy đâu bọn họ rất lịch sự mà đỗ Suy ngẩng đầu nhìn cậu ta dạy bảo tôi nói là bắt nạt cậu không có kinh nghiệm mặc dù cậu là người đặt câu hỏi nhưng nhịp điệu của cuộc phỏng vấn nằm trong tay đối phương cậu không phát hiện ra sao đối mặt với câu hỏi của cậu đối phương tránh nặng tìm nhẹ ứng phó trôi chảy thậm chí còn chèn cả một đoạn quảng cáo vậy tôi chuẩn bị chuẩn bị phỏng vấn lại lần nữa phùng tuấn nói xong thì hối hận chính cậu ta cũng biết đối phương không thể nào đồng ý đỗ xuyên lắc đầu không sao Chúng ta là công ty truyền thông về trò chơi, phỏng vấn cũng không nhất thiết phải đưa ra những câu hỏi sắc bén để đào sâu tin tức, câu trả lời của đối phương không phải là không có giá trị. Chọc ghẹo hàng xóm, hiện đang được thảo luận rất nhiều, chúng ta lại có được cuộc phỏng vấn đầu tiên, đã chiếm được lợi thế rồi, cậu đi đăng bài phỏng vấn đi. Phùng Tuấn hỏi, đăng bản chữ hay bản video? Bản video, tôi đi ngay đây. Phùng Tuấn đi được hai bước, lại quay lại, cần biên tập lại, xóa đoạn tuyển dụng đi không? Đỗ Xuyên suy nghĩ một lát, cười nói, không cần, nguyên bản, để lại cho anh ta. Vâng, tổng biên tập. Phùng Tuấn xác nhận không còn thắc mắc gì nữa, nhanh chóng chạy đi đăng tin. Mặc dù bị bắt nạt, nhưng nói cho cùng đây cũng là cuộc phỏng vấn video đầu tiên trong sự nghiệp của cậu ta, nên cậu ta vẫn rất phấn khích. Gần đây, giới trò chơi không có tin tức lớn nào, cuộc phỏng vấn của Phùng Tuấn đương nhiên chiếm trang nhất của mục tiền tuyến game cuộc phỏng vấn vừa được đăng tải không lâu thì đã bị Tiểu Trần phát hiện. Tổng giám đốc, vừa rồi anh đi phỏng vấn à đã đăng rồi sao? Phương Diễu không ngờ hiệu suất lại cao như vậy. Vâng. Tôi xem nào. Văn Văn không nhịn được, mở video ra, một lúc sau đã cười như một con gà mái, cười rất vui vẻ. Lão đại, sao anh lại đăng cả quảng cáo tuyển dụng lên vậy? Phương Diễu không biết nên bất đắc dĩ hay là nên vui mừng. Tôi thuận miệng nói thôi, tôi biết đâu bọn họ lại không xóa. Lão đại, lượng đọc tăng khá nhanh. Tiểu Trần vừa tải lại trang, vừa báo cáo. Phương Diễu liếc nhìn bọn họ, không biết những người này có thông đồng với nhau không, lén lút đổi từ, giám đốc, thành, lão đại, nghĩ anh không nghe ra sao. Thôi bỏ đi, cách xưng hô này cũng khá thân thiết, không so đo với bọn họ nữa, khá nhiều người chơi quan tâm đến cuộc phỏng vấn, lượt xem và số bình luận nhanh chóng tăng lên. Giám đốc này của công ty giải trí tinh không rất trẻ trung và đẹp trai mục tiêu của công ty nghe có vẻ rất nhiệt huyết không biết là thật không hay chỉ nói suông biết đâu là nói suông thì sao tin xấu chọc ghẹo hàng xóm không có cửa ải mới và phần tiếp theo tin tốt sắp có dự án mới rồi mong đợi dự án mới của công ty giải trí tinh không rất muốn đến làm việc ở công ty giải trí tinh không hy vọng mọi người cho tôi chút dũng khí nếu lượt thích vượt quá 1.000 thì tôi sẽ đi nộp đơn xin việc những người từng xem cuộc phỏng vấn tần suất nhắc đến công ty giải trí tinh không tăng lên rõ rệt rất nhiều người chơi trước đây hoàn toàn không chú ý đến công ty sản xuất ra chọc ghẹo hàng xóm, giờ đây đều đã biết. Lướt phần bình luận mấy lượt, Phương Diệu rất hài lòng với hiệu quả của cuộc phỏng vấn. Anh hài lòng, đối thủ cạnh tranh thì lại không vui, không nói đến người khác, chỉ nói đến studio Thiên Mã Hành không ở đối diện, sắc mặt của Tưởng Tài Văn không được tốt lắm, mục tiêu của công ty giải trí Tinh không rất rõ ràng, chính là lợi dụng trò chơi Tinh phẩm dung lượng nhỏ để chiếm lĩnh thị trường, tạo dựng cơ sở người dùng. Trò chơi tinh phẩm dung lượng nhỏ, mặc dù trò chơi dung lượng nhỏ, nhưng tinh phẩm thì không dễ, anh ta không thể không thừa nhận, mình có chút sai lầm, vì đã coi thường công ty giải trí Tinh Không. Hôm nay có một công ty giải trí Tinh Không, ngày mai có thể sẽ có một công ty khác, anh ta không thể tiếp tục coi thường nữa. Tưởng Tài Văn gọi trợ lý Chu Hằng đến, ra lệnh, "Cậu đi liên hệ với một số phương tiện truyền thông về trò chơi, tuyên truyền về công ty của chúng ta, sau đó tiết lộ một số dàn giáo nội dung dự án của chúng ta." tạo ra nhiều sự mong đợi. Tôi hiểu rồi. Nghe vậy, Chu Hằng nhanh chóng đi làm. Ngày hôm sau Phương Diệu đi làm, vừa thấy các bài quảng cáo của các công ty trò chơi trên mạng vô cùng phong phú, không biết là bị ai kích thích. Trong số các bài quảng cáo này, Phương Diệu rất tinh mắt nhìn thấy Studio Thiên Mã Hành không và trích xuất một số từ khóa. Ví dụ như, nhóm trăm người, ngân sách hơn trăm triệu, trông có vẻ rất lợi hại. Thậm chí còn có trò chơi sẽ mang đến cho người chơi một cuộc phiêu lưu giữa các vì sao hành tráng và khó quên nghe rất đáng mong đợi ngay cả phương diễu cũng muốn chơi thử vào công ty gặp khương thu tự anh chủ động nhắc đến cô đã xem tin tức trên mạng chưa khương thu tự gật đầu xem rồi đều phản ứng rất nhanh phương diễu cảm thán hôm qua còn đang nói về công ty giải trí tinh không của chúng ta hôm nay đã bị nhấn chìm trong vô số chủ đề rồi khương thu tự rất bình tĩnh bình thường thôi thương trường cũng giống như chiến trường, không thể chỉ tấn công, càng không thể tấn công người khác mà không đánh trả. Phương Diễu suy nghĩ một lát, lại vui vẻ nói, nhưng mấy ngày nay, rất nhiều công ty đều đang khoác lác, đến lúc đó ai không thực hiện được thì sẽ trở thành kẻ xui xẻo. Cương Thu tự nhắc nhở anh, đừng chỉ quan tâm đến người khác, bản thân anh cũng chém gió không ít. Biết rồi, biết rồi, sáng nay họp bàn về dự án mới, đại khái khoản. Phương Diễu suy nghĩ một chút, 10 giờ, tôi biết rồi. Cương Thu tự gật đầu. Hai người đi đến phòng làm việc của mình, Phương Diễu vừa đến tổ dự án, quả nhiên các thành viên trong nhóm cũng đang thảo luận về thông tin được tiết lộ trên mạng. Lão đại, tổng doanh thu của, chọc ghẹo hàng xóm, đã vượt quá 150.000, tốc độ tăng trưởng vẫn không tệ. Trên mạng có rất nhiều thông tin tiết lộ về dự án, đột nhiên cảm thấy áp lực lớn quá. Nghe mấy người nói chuyện rôn rã, Phương Diễu cười nói, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm trong mắt những công ty này chúng ta chính là những con cá bé đã ăn tôm trước đến lúc đó chỉ chờ bị bọn họ nuốt chửng tôi không phục văng văng nhảy dựng lên phương diễu tự tin nói tất nhiên là không cần phục tốc độ phát triển của chúng ta sẽ vượt xa dự đoán của bọn họ đến lúc bọn họ chuẩn bị nuốt con cá bé như chúng ta biết đâu chúng ta đã phát triển thành cá côn rồi ai ngờ mọi người đều ngơ ngác cá côn là gì một đám vô văn hóa phương diễu khinh thường bọn họ Bắc Minh có loài cá, tên là cá côn, cá côn lớn, một nồi, phi. Thôi, không nói với mọi người nữa, chuẩn bị đi, lát nữa học. Bị khinh thường, mọi người rất muốn giơ ngón giữa với anh, nhưng không dám, chỉ đành tức giận đi làm việc. Văn văn lén lúc lên mạng tra cứu, Bắc Minh có loài cá, nhưng không tra được, đăng vào nhóm chat của nhân viên không có phương diễu, tra mãi không ra, chắc chắn là bị đặt, còn phải nói, chắc chắn là bị đặt, không biết xấu hổ. Trơ trẽn, lúc mọi người đang chế nhạo, có người nhắc nhở, nhóm chúng ta sẽ không có gián điệp đi báo tin chứ, không đâu nhỉ. Nhưng nghĩ kỹ lại, dự án đầu tiên của Phương Diệu chính là trò chơi chọc ghẹo, nham hiểm xảo trá, với lối suy nghĩ của anh hệ thống nhắc nhở, Văn Văn đã thu hồi một tin nhắn. Hệ thống nhắc nhở, Tiểu Trần đã thu hồi một tin nhắn. Hệ thống, hệ thống cuộc họp dự án lúc 10 giờ, Khương Thu Tự đến sớm hơn 20 phút, trò chuyện với những người khác trong nhóm dự án. Thấy Phương Diễu tỉnh bở đi theo sau cô, dựng tay lắng nghe, Khương Thu Tự buồn cười. Anh làm gì vậy? Ngày thường tác quái tác quái, sợ nhân viên tố cáo à? Sao có thể? Phương Diễu ngước mắt nhìn trời, ra vẻ, tôi không hiểu cô đang nói gì. Thực ra Khương Thu Tự chỉ hỏi bân quơ, xem môi trường làm việc của mọi người có gì cần cải thiện không? Ví dụ như đợi đến khi công ty có thêm nhiều người, cô cân nhắc xem có nên mở một căn tin nội bộ để mọi người không cần đặt đồ ăn hoặc ra ngoài tìm chỗ ăn nữa không? 10 giờ vào phòng họp, cô ngồi xuống không nói gì nhiều, giao cuộc họp cho Phương Diễu. Phương Diễu cũng không khách sáo, lập tức nói, ban đầu định cho mọi người nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, đối thủ cạnh tranh đang rình rập, không cho chúng ta nhiều thời gian để hít thở. Dứt lời, anh quan bản kế hoạch dự án mới mình viết lên màn hình phòng họp, dự án mới tên là Căn bếp chia tay, vẫn là một trò chơi giải trí thư giãn có dung lượng nhỏ sao thế thấy có người giơ tay phương diễu nghi hoặc nhìn qua không phải tên là căn bếp liều lĩnh à tôi đào chỉ vào bốn chữ to trên màn hình nhỏ giọng hỏi tôi vừa nói gì vậy phương diễu bừng tỉnh vội vàng giải thích là tiêu đề viết sai không đúng là tôi nói nhầm dự án mới tên là căn bếp liều lĩnh cứ gọi là căn bếp liều lĩnh đi mọi người nghi ngờ nhìn anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, khoảng cách để nhầm lẫn giữa, liều lĩnh, và, chia tay, có hơi xa. Giám đốc, anh thất tình nhà. Văn văn không sợ chết, mạnh dạn phát biểu. Tình em gái cô. Phương Diễu buộc miệng thốt ra. Tôi, tôi không em gái. Văn văn hơi sợ. Phương Diễu bất đắc dĩ, khoảng cách thế hệ này hơi lớn, lớn tới mức vượt qua cả thời gian và không gian thấy sắc mặt Khương thu tự không ổn anh vội vàng ho khan hai tiếng mọi người nghiêm túc nào nhìn màn hình cách chơi của căn bếp liều lĩnh rất đơn giản không cần phương diễu phải giải thích nhiều độ khó sản xuất cũng không kém hơn chọc ghẹo hàng xóm là bao thế nào mọi người đã có kinh nghiệm sản xuất trước đó có phải trò chơi này dễ như trở bàn tay không phương diễu nhìn mọi người mọi người nêu ý tưởng đi tiểu trần nói điểm khó vẫn nằm ở thiết kế cửa ải nhưng có nhiều điểm chung với chọc ghẹo hàng xóm, tôi tự tin có thể kiểm soát tốt. Văn Văn tiếp lời, phong cách tạo hình còn thoải mái và vui tươi hơn, chọc ghẹo hàng xóm. Đây là sở trường của tôi, không có vấn đề gì, triệu nghiệp siêu tràn đầy tự tin. Về mặt lập trình thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Đợi mọi người đều phát biểu xong, Phương Diễu nói, vậy thì vui vẻ quyết định như vậy. Nếu mọi người đều có lòng tin, vậy cố gắng tranh thủ phát hành trò chơi trước đối thủ cạnh tranh, để bọn họ bất ngờ lần nữa. Dứt lời, anh nhìn Khương Thu Tự, tổng giám đốc Khương, cô cũng đừng im lặng nữa, nói vài câu động viên mọi người đi, được. Khương Thu Tự cười nói, thay vì nói suông, tôi sẽ cho chút động viên thiết thực, doanh thu của, chọc ghẹo hàng xóm, không tệ, cái này phải phát tiền thưởng, tiền thưởng tính bằng 3 tháng lương. Ồ! Mọi người reo hò, trong nháy mắt đã quên mất Phương Diễu. Kết thúc cuộc họp, Phương Diễu đi theo Khương Thu Tự ra khỏi phòng họp, thang ngắn thở dài, hai khương thu tự buồn cười anh thở dài cái gì phương diễu phàn nàn quả nhiên người phát tiền là sếp vừa nghe đến tiền thưởng giám đốc là ai cũng không quen có gì không đúng sao phương diễu tức giận nói tất nhiên là không đúng cô chỉ cho họ tiền điều tôi mang lại cho họ kinh nghiệm là năng lực là ước mơ khương thu tự suy nghĩ chốc lát bừng tỉnh ồ ý anh là anh không cần tiền thưởng à được lát nữa tôi sẽ nói với phòng tài chính không phát cho anh phương diễu há miệng lập tức nhục chí. Sếp, tôi sai rồi. Khương Thu tự liếc nhìn anh, nói thêm vài câu nữa đi, tôi xem anh có thể nói lại được không. Phương Diễu không cần suy nghĩ, lập tức nói, không có nền tảng mà cô cung cấp, không có công ty giải trí tinh không, thì tôi biết đi đâu để truyền đạt kinh nghiệm của tôi, thể hiện tài năng của tôi, phát huy năng lực của tôi, thực hiện ước mơ của tôi chứ. Sếp, cô là tuyệt nhất, Khương Thu tự cắn nhẹ hai bên môi dưới mới nhịn được cười, chân nhỏ dơ lên, đạp vào bắp chân phương diễu quản cho tốt cái miệng này của anh vậy chuyện tiền thưởng thì sao phương diễu hỏi dò tránh ra nhanh chóng làm ra dự án mới đi phương thu tự bước nhanh hơn trở về phòng làm việc của mình cô rất mong đợi trò chơi căn bếp liều lĩnh này nhóm dự án chính thức bắt tay vào công việc phương diễu phải kiểm soát toàn bộ rất bận rộn áp phích chọc ghẹo hàng xóm trên tường ngoài của công ty chiếu trong vài ngày dường như đã mất đi lực sát thương đối với studio thiên mã hành không, đối phương đã hủy chế độ sương mù của cửa sổ sát đất. Đứng bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy nhân viên bên trong thiên mã hành không đi lại tấp nập, bận rộn, nhóm dự án quy mô trăm người thực sự không phải chỉ là nói suông. Không những vậy, thỉnh thoảng tưởng tài văn còn bưng cà phê xuất hiện cạnh cửa sổ, có trợ lý nhỏ đi theo phía sau, trong anh ta có vẻ rất thích đứng cạnh cửa sổ nghe báo cáo công việc. Điều này khiến Phương Diệu rất không vui, Vị trí của Thiên Mã Hành không cao hơn chỗ bọn họ, mỗi lần ngắm cảnh đều thấy đối phương, anh luôn cảm thấy mình bị đè đầu, bị đối phương nhìn xuống. Phải nghĩ cách. Phương Diệu không suy nghĩ quá lâu, bóng đèn nhỏ trong đầu anh chợt sáng lên, gọi mọi người trong nhóm dự án đến phòng họp. Mọi người có muốn chọc tức bên kia chút không? Làm thế nào? Mọi người hỏi. Hừ hừ, Phương Diệu nói như thế này, có áp lực không, có lòng tin không, có chút áp lực cũng tốt. Không vấn đề làm thôi, sau khi nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người, nửa giờ sau, áp phích mới lại xuất hiện trên tường ngoài của công ty giải trí tinh không. Áp phích được chia thành hai phần, một phần là, chúc mừng, chọc ghẹo hàng xóm, đạt doanh thu tổng cộng hơn 200.000 bản, phần còn lại là, đếm ngược 30 ngày ra mắt trò chơi mới. Thời điểm treo áp phích đúng vào lúc tưởng tài văn đi đến cửa sổ, không phải đúng lúc, mà là Phương Diễu đã dặn đi dặn lại, phải để người phụ trách nhất định làm như vậy, Thấy hơn trăm người trong nhóm công ty hăng hái lao vào làm việc, thấy dự án bản thân đã chọn, tiến độ đều phát triển mỗi ngày, nên tâm trạng của Tưởng Tài Văn rất vui vẻ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.